anh muốn mời quý vị và các bạn cùng đến với phần biểu diễn của một ca sĩ đến từ thủ đô Hà Nội. Đó là ca sĩ Thùy Dung. Trong chương trình này, Thùy Dung sẽ gửi đến quý vị khán giả yêu âm nhạc một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Khánh mang tên Nỗi Lòng. Vẫn cười